Trong cuộc tiếp xúc cử tri của đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân, cử tri xã Quế An, huyện Vũng Liêm phản ánh tình trạng thi công chậm tại đường tỉnh 902 từ xã Quế An đi thị trấn Vũng Liêm. Mặt khác, công trình thi công chưa đảm bảo an toàn giao thông và ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân. Đây là hiện trạng công trình thi công đường tỉnh 902. Khoảng một tháng nay, đơn vị thi công đã tạm ngừng. Việc không thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo an toàn khiến người dân rất lo lắng. Một tháng gần đây thì thấy đội thi công đã vắng ra trên tuyến đường, bụi bặm thì quá tai, ô nhiễm môi trường làm cho dân cư ở đây sinh hoạt rất là khó khăn. Không muốn thì cho công trình làm cho mau lẹ, cái người dân đi qua lại cho nó dễ dàng hơn, cho nó an toàn, cho an toàn giữa hai bên xe đối diện với nhau vậy nè. Ở một số đoạn, đơn vị thi công đổ đá thành đống chưa san ủi đã tạo cho mặt đường chỗ cao, chỗ thấp. Khi mưa xuống, nước mưa ứ động trên đường và tràn vào sân nhà. Hoặc khi trời nắng thì bụi bay mịt mù, làm cho việc sinh hoạt của nhiều hộ gia đình bị ảnh hưởng. Xe chạy lên chạy xuống, nhấp nhẹ, nhấp nhẹ, nguyên vậy là nhiều khi ta trơn trượt, mưa thì nắng vậy thôi, mưa thì thôi. Nắng thì bụi, mưa thì đổng nước. Muốn trong công trình đội thi công này làm mau sớm cho hoàn thành sớm cho bà con ra đi tới luôn. Thì với cái mong muốn rất là chính đáng của bà con thì góc độ địa phương cũng rất là mong chỗ chủ đầu tư với đơn vị thi công sớm để nhanh tiến độ để góp phần ổn định cái cuộc sống như vấn đề đi lại của bà con nhân dân cũng như học sinh trên địa bàn của xã. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, chủ đầu tư công trình cho biết đã tham mưu Sở Giao thông Vận tải chủ trì cuộc họp với nhà thầu. Nhà thầu cam kết từ ngày 15 tháng 8 sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công công trình trở lại. Trong tháng 8 này, chủ đầu tư sẽ phối hợp với các đơn vị tư vấn giám sát, kiểm tra, theo dõi cái tiến độ thực hiện của nhà thầu để mà hàng tuần nắm bắt. Mà nếu mà trong cái tháng 8 này nhà thầu tiếp tục chậm tiến độ thi công, thì chúng tôi sẽ căn cứ các điều khoản của hợp đồng để xử phạt về vi phạm về tiến độ. Đồng thời, chúng tôi cũng lập cái tờ trình báo cáo và đề xuất Ủy ban tỉnh xem xét về cái hướng có khả năng là cắt hợp đồng của nhà thầu thi công trong thời gian tới nếu mà thực hiện không đúng cái cam kết tại cuộc họp vừa 27 tháng 7 vừa qua. Chủ đầu tư cũng cho biết khi nhà thầu đẩy nhanh tiến độ trở lại, chủ đầu tư sẽ có nguồn vốn giải ngân góp phần đẩy nhanh tiến độ cho gói thầu này.